Evet, kamışımız Spin Power 405 BX. Makinemiz bullseye. 200 gram. Gazi Bey'i. Arkadaşlar acemiyiz, bana aldanmayın. Böyle Allah bismillah. Şey Bey ne yapıyor böyle? Şokun çıkış anı her zaman beni korkutuyor abicim. Yani acaba diyorum bir şey mi oldu, bir şey mi oldu yani böyle ilk patlama şey yapıyor. Yok, patlamaz kolay kolay. Biz 220 gram abanıyoruz onunla, hiçbir şey olmuyor. İtmesine sarımı bu şey. Evet. Bu arada orijinal bu şey kolunun yani topuzunun da şeyden aşağı kalır bir yanı kesinlikle yok. TD kolundan aynı zaten, ikisi de 9 santim. Topuzda gördüğünüz üzere bayağı iri yani diğer hem TD'ye göre zaten eskilere göre bayağı farklı da TD'ye göre de topuzu bayağı iri. Evet Cemil abi sigaranı içtin, afiyet olsun artık, zehir mi olsun bilmiyoruz. Sigara içmeyin. Evet, kamu spotu. Ha pardon. Şöyle buyur abicim. Cemil Bey ne yapıyorsunuz? Acemi acemi kuşun atın. Abicim hemen. Bu arada Cemil abi buradan görebiliyor muyuz? Yok. Beni göstermiyor. Yok abicim. Evet. Xin chào tất cả các bác, các anh chị em đam mê câu cá, các bạn, các em đam mê câu cá. Hôm nay tiếp tục mình lên cho các bác, các anh chị em đam mê câu cá một bộ cần máy. Máy bun EC Japan 9100 và cần Spin Power 405 BXSF 3 khúc. Bộ này có giá là 16 triệu anh em nhá. Có giá là 16 triệu. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Số điện thoại để dưới video, địa chỉ em để bên dưới video nhá, bên dưới video nhá. Em nhắc lại là bộ này giá 11 triệu anh em nhá. Máy Bunesi 9100. Hàng này là hàng đập hộp em mang về nha các bác nhá. Nguyên hộp. Hàng này là hàng nguyên hộp. Xách tay về. Đây. Thông số của máy đây. 3.5/1. Yeah. 3.5/1. Cái gì đây? N là gì? N này em không rõ đây là ký hiệu là gì, nhưng mà tải mắc của nó là 20 kg anh em nhá. Mắc của cái máy này là tải cá 20 kg. Săn hàng ok, máy thoải đi các bác nha. Gò chết của nó trọng lượng là 540 g. Đây. 5SARB. Đấy. Đấy. Cái này khả năng
Em không rõ lắm, 5 SA cái này em không rõ lắm. Thông số thu dây là 84 cm trên một vòng thu dây. Cước 8 vào được 250 m, cước 10 vào được 200 m, cước 12 vào được 160 m. Đấy, các bạn thấy chưa? Những con máy này tương đương với size cỡ lớn đấy nhỉ. Toàn size 10.000 đến 12 10 10.000 đến 14.000 các bạn. Đấy. Dây PE6 vào được 235 m. Dây PE8 vào được 175 m, dây PE10 vào được 140 m. Hàng này là của Japan anh em nhá. Sản xuất tại Nhật nội địa luôn. Đây. Made in Japan. Fanter in Japan. Đây, và trực tiếp máy luôn anh em ạ. Đây con máy đây. Máy này là máy mới anh em ạ. Shimano Bun EC 9100. Sản xuất nội địa luôn. Bunesi SE44 Japan. Mới cứng cựa luôn. Đấy, anh em nhìn này. Rất đẹp luôn. Máy là màu sự pha trộn giữa màu, đây là màu xanh xanh ánh kim. Đấy, màu xanh này màu xanh ánh kim anh ạ. Đấy. Kết hợp với màu vàng. Đấy, màu vàng. Với biểu tượng Ship X này, biểu tượng như X-Man này rất đẹp. Con máy cực kỳ đẹp luôn. Rất là long lanh. Anh em nhìn này. Đẹp mà không chói lóa. Đây là gọi quá lóa luôn. Đấy, đây là một sự kết hợp khá là hoàn hảo. Và mình thấy nhiều cần thủ trên thế giới là đang kết hợp như vậy. Đấy, giữa dòng máy Shimano Bun EC này và dòng cần Spin Power. Shimano Spin Power đấy. Được khá nhiều cần thủ trên thế giới người ta kết hợp để phục vụ cho câu biển. Còn mình đây kết hợp để câu lục anh em ạ. Câu lục hoặc bác nào thích dân câu biển thì lấy dòng về đánh câu biển ok thoải mái. Không có vấn đề gì cả. Còn ở đây mình giới thiệu cho tất cả anh em chơi mọi bộ môn. Câu lục, câu lăng xê, câu biển. Anh em thích chơi như nào thì chơi thôi. Đấy. Con máy thì không phải nghĩ rồi anh em ạ. Máy như vậy là quá đẹp rồi. Máy này thì không phải lăn tăn nữa rồi. Em là sang cây cân. Đây là em Spin Power SF405 BX Ngọc Trai. Đấy. Vẫn còn tem cửa hàng Nhật đây anh em ạ. Khá đẹp, đã hạ pad. Đây đã xuống pad rồi anh em. Pad Titanium. Đấy. Titanium xoắn toàn thân luôn, đẹp lóng lánh luôn, hàng ngọc trai mà. Cần thì rồi gồm có 6 khoen anh em nhé, 6 khoen. Đây khoen ba chân, khoen đều là khoen Fuji Six cao cấp, màu ngọc trai rất đẹp luôn, long lanh. Còn đây là khúc ngọn đây, ngọn này gồm có 5 khoen, 4 khoen 3 chân và 1 đờ bu. Đờ bu của dòng SF này nó làm rất là to, làm rất là to anh em ạ. Đá dày, xích dày to. Đấy. Thiết kế rất là phù hợp. Tản nhiệt rất tốt, giúp anh em hạn chế tối đa việc xoăn cước khi câu. Đấy, với bộ đôi này anh em săn hàng thì không phải nghĩ rồi nha. Các bác nào săn hàng với bộ đôi này không phải năn tăn rồi. Đấy. Đấy, em nhắc lại là với cái bộ đôi này nha các bác nha. Bộ đôi này có giá là 16 triệu anh em nhé. Có giá 16 triệu. Đấy. Thực sự ra anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Bác nào đam mê những bộ môn câu cá và có điều kiện để chúng ta chơi những bộ cần cao cấp như này thì liên hệ cho em. Địa chỉ em để dưới video, số điện thoại để video. Đấy. Bên em thì làm ăn uy tín, anh em đều biết rồi. Đấy. Cái cần 20 mấy triệu, 30 mấy triệu em đều chuyển được hết. Bộ cần 10 mấy triệu thoải mái đi, các bác không phải nghĩ. Các bác lấy những cái gì thì em sẽ gửi cho bác những cái vậy. Đấy. Bên em mà tiêu chí rất là rõ ràng cơ bản, nó là phục vụ anh em đam mê. Đấy, một cộng đồng đam mê câu cá chung mục đích, một niềm đam mê, hay nó gọi là một cộng đồng nghiện câu cá. Đấy.
Bao rồi em, tiền thì không có, không có nhiều, nhưng mà uy tín em có thừa, đó, uy tín em có thừa. Các bác không phải lăn tăn thì vấn đề là mua hàng bên em. Còn nếu các bác đã lăn tăn thì các bác sang bên khác mua hàng. Em nói thẳng căng vậy và không phải vòng vo, không phải mời kéo, trèo kéo khách làm gì cả. Thực sự anh em nào tin tưởng, ủng hộ, yêu quý em thì có thể lấy hàng bên em. Đấy. Hoặc là có thể là liên hệ với em để được tư vấn những vấn đề rõ hơn. Các bác vẫn còn thắc mắc vấn đề nào thì em tư vấn cho. Và bên em thanh toán là thanh toán qua tài khoản nhé. Các bác nên nhớ như vậy. Mấy năm em làm việc, em làm toàn thanh toán qua tài khoản thôi. Và hiện tại duy nhất chỉ có bên Giang Trường Fishing là cung cấp đồ câu cho anh em là thanh toán chuyển khoản trên toàn quốc. Và chưa có một bên nào dám làm việc như bên em cả. Đấy. Đấy, thì các bác thấy rồi, người ta đi khác người ở chỗ đấy, em khác người ở chỗ đấy, nhưng mà uy tín của em nào cũng đảm bảo cho các bác, nên các bác không phải lo, không phải lăn tăn gì cả. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhá. Số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để video nhá. Bộ này là 16 triệu anh em nhá, 16 triệu anh em có một cặp cần máy săn hàng miễn nghĩ, và quá đỉnh rồi. Cảm ơn các bác, các anh chị em đam mê câu cá đã theo dõi video.